tin tức Trung Quốc có thể đang xây dựng một đường băng mới trên đảo Tri Tôn, nằm ở cực tây của quần đảo Hoàng Sa và cách đảo Lý Sơn ở Quảng Ngãi khoảng 100 hải lý, đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Hình ảnh vệ tinh ghi nhận từ Planet Plus cho thấy hiện nay Trung Quốc đã xây dựng một số công trình mới trên đảo Tri Tôn, trong đó đáng chú ý nhất là công trình dường như là đường băng cho máy bay. Nếu đây là sự thật, sân bay trên đảo Tri Tôn sẽ là sự uy hiếp cực lớn cho an ninh Biển Đông nói chung và Việt Nam nói riêng. Hôm 17 tháng 8, truyền thông Việt Nam đưa tin rằng bà Phạm Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã lưu ý rằng các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh các báo cáo về nỗ lực bồi đắp công sự của Trung Quốc trên đảo Tri Tôn. Về phía Mỹ, hôm 17 tháng 8, ông Vedant Patel, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cũng đã đưa ra nhận định. Khi một nhà báo hỏi ông có ý kiến gì về báo cáo của AP rằng Trung Quốc dường như đang xây dựng một đường băng trên một hòn đảo tranh chấp ở Biển Đông mà Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền. Đảo Tri Tôn, theo ảnh vệ tinh, điều đó có mâu thuẫn với việc theo đuổi một Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và cởi mở không? Ông Patel không trả lời trực tiếp câu hỏi hay đề cập cụ thể đến đảo Tri Tôn mà trả lời như sau. Tự do hàng hải và tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông là những lợi ích sống còn đối với thế giới. Toàn bộ cộng đồng quốc tế, quan điểm của chúng tôi là việc Trung Quốc cải tạo và quân sự hóa các tiền đồn trong tranh chấp Biển Đông. Việc nước này sẵn sàng sử dụng vũ lực và đe dọa cùng với các hành động khiêu khích khác được thực hiện để thực thi sự bành trướng của nước này một cách bất hợp pháp. Ở Biển Đông là những loại hoạt động làm suy yếu hòa bình và an ninh của khu vực, và Bắc Kinh đã không đưa ra cơ sở pháp lý chặt chẽ nào cho các yêu sách hàng hải mở rộng của mình ở Biển Đông. Và nhân danh thực thi các yêu sách hàng hải mở rộng và phi pháp của mình ở Biển Đông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang can thiệp vào các quyền và tự do hàng hải vốn có của tất cả các quốc gia. Về đường băng sân bay mới mà Trung Quốc dường như đang xây dựng trên đảo Tri Tôn, giáo sư Carl Thayer lưu ý rằng vị trí địa lý của nó dường như ngụ ý rằng Trung Quốc có thể đang tăng cường năng lực hoạt động trong khu vực. Ví dụ như khả năng giám sát hàng hải và tìm kiếm cứu nạn, nhà nghiên cứu Hoàng Việt cũng có cùng quan điểm với ông Carl Thayer. Ông cho rằng căn cứ Tri Tôn sẽ tăng sức ép lớn hơn lên Việt Nam trong tương lai gần. Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy một khu vực làm việc lớn mới được xây dựng và một nhà máy sản xuất xi măng. Hiện tại, hình ảnh vệ tinh chưa phát hiện việc xây dựng các cấu trúc hỗ trợ khác có thể xác nhận rằng họ đang xây dựng một đường băng. Theo giáo sư Carl Thayer, các nhà phân tích nhất trí rằng nếu đây là một đường băng ngắn, thì hiện tại nó không thể hỗ trợ máy bay phản lực quân sự của Trung Quốc như những chiếc đóng trên đảo Phú Lâm cách đó khoảng 100 hải lý. Nhưng nó có thể hỗ trợ máy bay hạng nhẹ, cánh cố định, động cơ phản lực cánh quạt, máy bay không người lái và trực thăng. Đảo Tri Tôn đã có một sân bay trực thăng mới được xây dựng, hai máy vòm và một bến cảng nhỏ. Ông Carl Thayer cho biết nhiều nhà phân tích nhất trí rằng vẫn còn quá sớm để nói ý định của Trung Quốc là gì khi xây dựng những công trình mới trên đảo Tri Tôn. Trong khi đó, nhà nghiên cứu Hoàng Việt còn cho rằng một đường băng khoảng 600 mét thì có lẽ thích hợp với trực thăng và các máy bay không người lái, máy bay cỡ nhỏ, máy bay vận tải. Còn các máy bay chiến đấu cỡ lớn thì cần đường băng dài khoảng 3.000 mét. Đây có lẽ chỉ là bước đầu. Hiện nay đang ở giai đoạn thăm dò nên Trung Quốc làm một đường băng vừa phải khoảng 600 mét. Mặt khác, đường băng này cũng phù hợp để phục vụ cho giai đoạn đầu là giai đoạn xây dựng cơ sở hậu cần để có thể mở rộng hơn nữa đường băng này trong tương lai. Do đó, ông Hoàng Việt cho rằng trong tương lai gần, Trung Quốc chắc chắn sẽ phát triển nó trở thành một sân bay kiên cố hơn. Vẫn theo nhà nghiên cứu Hoàng Việt, sân bay Tri Tôn ở quy mô hiện nay tuy nhỏ nhưng vẫn có thể sử dụng cho máy bay không người lái. Máy bay không người lái dùng cho chiến đấu, tuần tra và do thám đã chứng minh tính quan trọng của nó trong chiến tranh như được thể hiện trong cuộc chiến Ukraine hơn một năm qua. Trung Quốc đã cung cấp cho Nga các linh kiện để Nga lắp ráp các máy bay không người lái quân sự. Đối với Việt Nam, hiện toàn bộ quần đảo Hoàng Sa do Trung Quốc kiểm soát. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt cho rằng hiện nay không có lý do để lo lắng Trung Quốc tấn công Việt Nam trên đất liền. Nhưng khả năng xảy ra xung đột ở Trường Sa là có. Tuy nhiên, khoảng cách từ Hoàng Sa tới Trường Sa cũng khá xa. Cho nên sân bay ở Tri Tôn chưa phải là một mối đe dọa ngay lập tức. Mặc dù vậy, nhà nghiên cứu Hoàng Việt lưu ý, trong tương lai, Việt Nam sẽ phải đối mặt với những căng thẳng ngày càng lớn hơn ở khu vực biển Hoàng Sa và vùng biển phụ cận.
Ông nói, năm 2022, một tàu cá Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc đâm chìm. Hành động của Trung Quốc ở Hoàng Sa rất khó hiểu. Có những lúc Trung Quốc ngăn chặn rất gắt gao tàu cá Việt Nam vào ngư trường này, nhưng cũng có lúc mở cho ngư dân Việt Nam đánh bắt cá gần sát khu vực họ đang hiện diện. Trung Quốc có thể có những tính toán nào đó của họ, và đây là điều Việt Nam nên theo dõi để có đối sách thích hợp. Điều quan trọng khi xem xét những căn cứ quân sự trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là các mối đe dọa tiềm ẩn mà nó đem lại cho Việt Nam trong tương lai. Bởi vì nếu như trước đây người ta cho là Trung Quốc khó có thể tấn công khu vực Trường Sa do máy bay chiến đấu phải bay một khoảng cách khá xa. Nếu bay từ đảo Hải Nam ra Trường Sa để tấn công thì có khả năng không còn nhiên liệu bay về. Nhưng tình hình đã thay đổi khi Trung Quốc cải tạo đảo và quân sự hóa nhiều thực thể địa lý tại Hoàng Sa và Trường Sa, biến nó thành những căn cứ hậu cần, tiếp liệu và tác chiến lớn. Khi Trung Quốc quân sự hóa hoàn toàn được Hoàng Sa và Trường Sa, họ có thể biến một số thực thể địa lý tại đây thành những tàu sân bay không chìm trên biển. Do đó, để phán đoán về các động thái tiếp theo của Trung Quốc ở đảo Tri Tôn, cần xét cả hai mặt quân sự và dân sự. Đối với hải quân và kinh tế biển, Trung Quốc có thể phát triển các cơ sở thành những trung tâm tiếp liệu. Điều đó giúp các đội tàu của họ, gồm cả quân sự và dân sự, có thể vươn ra xa hơn ngoài khơi. Gần đây, chúng ta thấy trong các sự kiện Trung Quốc gây hấn với Philippines ở bãi Cỏ Mây và đảo Thị Tứ, thì các đội tàu dân quân biển và hải cảnh của Trung Quốc rất đông. Họ có thể hiện diện dài ngày tại khu vực rất xa đất liền vì có cơ sở tiếp liệu tại chỗ. Xét từ trường hợp Trường Sa như vậy, ông Hoàng Việt cho rằng Việt Nam cần nhìn trở lại Hoàng Sa khi Trung Quốc có khả năng nâng cấp đảo Tri Tôn thành một căn cứ quân sự và hậu cần lớn trong tương lai. Cho dù Trung Quốc nâng cấp Tri Tôn thành cơ sở dân sự thuần túy hay biến nó thành căn cứ quân sự thì cũng sẽ đe dọa tới Việt Nam. Vì họ có thể dùng Tri Tôn làm cơ sở tiếp liệu để duy trì đội tàu uy hiếp, xâm phạm vùng biển, cản trở các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí một cách hợp pháp của các quốc gia khác trong khu vực. Nói cho cùng, trên Biển Đông có nhiều thực thể địa lý, trong đó quan trọng nhất là Hoàng Sa và Trường Sa. Về vai trò của Hoàng Sa và Trường Sa, nếu kiểm soát được hai thực thể địa lý này, thì có thể khống chế toàn bộ vùng biển. Trung Quốc từ lâu thực thi chiến lược bành trướng bằng các chuỗi đảo. Chuỗi đảo thứ nhất kéo dài từ quần đảo Kyushu ở Nhật Bản đi qua Đài Loan, xuống quần đảo Okinawa rồi Trường Sa và Hoàng Sa ở Biển Đông. Chuỗi đảo thứ hai ở vòng ngoài, từ Nhật Bản đi xuống các đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương. Gần đây do phát triển các vũ khí tầm xa, Trung Quốc đưa chuỗi đảo thứ nhất vào vòng khống chế. Ngoài ra, không chỉ là những ngư dân giàu có, Hoàng Sa và Trường Sa trở thành cửa ra của các đảo thuộc chuỗi thứ nhất và thứ hai đi ra Ấn Độ Dương. Do đó, Trung Quốc càng có động lực tăng cường kiểm soát. Bên cạnh đó, nhìn vào các tuyến đường biển đi qua Biển Đông, chúng ta thấy cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều nằm ở vị trí án ngữ các tuyến đường này. Theo chuyên gia Hoàng Việt, có thể Trung Quốc muốn bồi đắp đảo Tri Tôn thành một đảo lớn trong tương lai. Ông nói, chúng ta còn nhớ là năm 2014 khi kéo giàn khoan 981 vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, Trung Quốc đã lập luận rằng vị trí của giàn khoan nằm trong vùng biển mở rộng của đảo Tri Tôn. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Trung Quốc muốn mở rộng hòn đảo này. Ở quần đảo Hoàng Sa thì đảo Tri Tôn có vị trí là một hòn đảo tiền tiêu. Nó là hòn đảo thuộc Hoàng Sa gần về phía đất liền Việt Nam nhất, cách đảo Lý Sơn ở Quảng Ngãi chỉ khoảng 100 hải lý. Trung Quốc muốn mở rộng cải tạo các thực thể địa lý này, biến chúng thành đảo để có thêm cớ đòi hỏi các vùng biển rộng lớn. Có lẽ đó là lý do Trung Quốc muốn xây dựng đường băng mới trên đảo Tri Tôn. Đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa cách Tri Tôn khoảng 100 hải lý về phía đông bắc đã được quân sự hóa hoàn toàn. Nay Trung Quốc muốn quân sự hóa thêm một hòn đảo nữa là Tri Tôn ở phía đông nam Hoàng Sa. Trung Quốc đã thể hiện rõ là sẽ không bao giờ thỏa hiệp về vấn đề Biển Đông, mà sẽ biến vùng biển này thành ao nhà. Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung thì nước này một mặt vẫn muốn giành càng nhiều lợi thế, nhưng mặt khác vẫn có thể lôi kéo được các nước ASEAN về phía mình. Họ đưa ra lời hứa hẹn là trong vòng vài năm sẽ ký được bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC với ASEAN, mà họ muốn phải bảo đảm họ đã giành được nhiều lợi thế và lợi ích nhất có thể trước khi ký COC với ASEAN. Nói cách khác, nếu ASEAN muốn ký COC với họ, thì trước hết họ phải là bên cải tạo được nhiều đảo nhất và ngăn chặn được các nước khác cải tạo đảo trong khu vực để họ chiếm thế thượng phong trong khu vực. Trong bối cảnh ở Đông Nam Á có nhiều mối quan hệ quốc tế phức tạp, chồng chéo, đây là giai đoạn Trung Quốc đang muốn thăm dò để xem các quốc gia khác
không chỉ của Đông Nam Á mà còn của các nước bên ngoài khu vực như Hoa Kỳ, phản ứng như thế nào với các bước đi mới của họ. Như vậy có thể thấy, dù hình ảnh vệ tinh về công trình xây dựng của Trung Quốc trên đảo Triton được chụp vào ngày 10 tháng 8 là không đủ để đưa ra nhận xét rõ ràng về mục đích của nó ở giai đoạn này. Song, chúng ta đều hiểu rằng một khi Trung Quốc đã làm chuyện gì đó, thì chắc chắn không phải là một hành động vô tư. Và đến đây, chương trình của chúng tôi xin phép tạm dừng. Quý vị hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới để cùng thảo luận với chúng tôi. Hy vọng quý vị đã yêu thích video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.